Thưa quý vị, đây là nơi được đặt tên là Tịnh Thất Bồng Lai, nay tự đổi tên với cái tên rất lạ là Thiền Am Bên Bờ Vũ Trụ, tọa lạc tại xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa của tỉnh Long An. Một địa điểm tâm linh tự xưng đang làm xôn xao dư luận trong vùng thời gian qua. Cơ sở này thì đã gây ảnh hưởng không nhỏ đến uy tín của tổ chức Phật giáo và an ninh trật tự tại địa phương. Đến nay, Công an tỉnh Long An và các cơ quan chức năng khác của tỉnh đã điều tra xác minh và có đủ cơ sở để xác định đây là cơ sở lợi dụng Phật giáo và danh nghĩa nuôi trẻ mồ côi để kêu gọi lòng tốt của mọi người trong và ngoài nước giúp đỡ nhằm trục lợi cá nhân. Theo Giáo hội Phật giáo tỉnh Long An, nơi tự xưng là Tịnh Thất Bồng Lai ở xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An không phải là tự viện hợp pháp và không do Ban trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh Long An quản lý. Những người đang sống và sinh hoạt tại đây không phải là tu sĩ Phật giáo và có dấu hiệu lợi dụng hình thức tu sĩ Phật giáo để kêu gọi lòng tốt của tín đồ Phật giáo. Phía giáo hội chúng tôi thì trả lời với Trung ương giáo hội đó không phải là cơ sở của Phật giáo mà chỉ mượn danh xưng là một cơ sở Phật giáo, là lợi dụng hình thức tu sĩ Phật giáo, lợi dụng hình thức cơ sở của giáo hội, lợi dụng hình thức nuôi chơi nhỏ làm từ thiện thì để trục lợi cho mình. Đó là cái điều vi phạm về pháp luật và cái nó ảnh hưởng đối với uy tín của một tổ chức Phật giáo thế giới và gần nhất là tổ chức Phật giáo của nước nhà. Lãnh đạo xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa cho biết hiện trong Tịnh Thất Bồng Lai có gần 30 người đăng ký thường trú tạm trú. Chủ hộ là bà Cao Thị Cúc, 60 tuổi. Chủ trì tại nơi tự xưng là Tịnh Thất Bồng Lai này là ông Lê Tùng Vân, người tự xưng là Hòa Thượng. Nhưng theo các cơ quan chức năng tỉnh Long An, đây chỉ là hình thức giả sư. Hộ gia đình bà Cúc chỉ là cái hộ gia đình, nhà ở, không phải là cơ sở thờ tự, tôn giáo. Việc ông Lê Tùng Vân tự phong cho mình là Hòa Thượng thì việc này là việc tự phong của ông, chưa được Giáo hội Phật giáo Việt Nam cũng như là cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền chấp thuận. Những video clip được tung lên các trang mạng xã hội cho thấy, mặc dù chưa bao giờ xuất gia, nhưng ông Lê Tùng Vân luôn mạo xưng mình là thầy ông nội hay thầy Thích Tâm Đức, tự cạo đầu chọc, mặc lễ phục, pháp phục, làm lễ phục xuất gia cho người khác, nhận Phật tử làm tín đồ và tự xưng Tịnh Thất Bồng Lai là chùa. Là quan đàm phải xuất hiện trong cái chùa của thầy. Tuy nhiên, khi đoàn kiểm tra liên ngành của huyện Đức Hòa đến kiểm tra việc chấp hành các quy định về tín ngưỡng, tôn giáo, ông Lê Tùng Vân lại giải thích trái ngược hẳn với những tuyên bố thường ngày. Ai muốn đến đây, bất cứ là ai, kể cả chính quyền, đều phải bấm chuông, nghĩa là phải gõ cửa. Chứ không phải hay không mà, te đi vô, rồi lại Phật, nói đây là chùa, xin lỗi, chuyện đó không có đâu. Ở đây không phải là chùa. Do bị cộng đồng Phật giáo, báo chí, truyền thông, mạng xã hội phản ứng gay gắt, nên từ đầu năm đến nay, ông Lê Tùng Vân đổi tên Tịnh Thất Bồng Lai thành Thiền Am Bên Bờ Vũ Trụ. Phần lớn, những người sinh sống ở đây có quan hệ huyết thống là con ruột, cháu ruột của ông Lê Tùng Vân. Chính quyền tỉnh đang tiếp tục xác minh, làm rõ về những mối quan hệ huyết thống, thân phận những đứa trẻ ở đây. Cơ sở tự xưng là Tịnh Thất Bồng Lai hay Thiền Am Bên Bờ Vũ Trụ này trên thực tế được hình thành từ hộ gia đình của bà Cao Thị Cúc tại ấp Lập Thành, xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa từ năm 2014. Gần một năm sau đó thì ông Lê Tùng Vân về đây chủ trì mọi hoạt động. Và chúng ta hãy cùng xem rằng hơn 5 năm qua thì cơ sở lợi dụng Phật giáo và danh nghĩa nuôi trẻ mồ côi này đã có những thủ đoạn như thế nào để tạo dựng niềm tin trong nhân dân và trục lợi từ tiền từ thiện. Theo cơ quan công an, từ năm 1990 đến năm 2007, tại huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh, ông Lê Tùng Vân đã tạo lập một cơ sở tự lấy tên là Trại Dưỡng Lão Cô Nhi Thánh Đức, lợi dụng danh nghĩa nuôi trẻ mồ côi để kêu gọi và tiếp nhận tiền từ thiện. Đến năm 2007 thì bị xử lý và chấm dứt hoạt động. Ông Lê Tùng Vân lại tiếp tục sử dụng thủ đoạn này tại Tịnh Thất Bồng Lai, tỉnh Long An từ năm 2015 đến nay, nhưng với mức độ tinh vi hơn do tận dụng mạng xã hội để quảng cáo, kêu gọi tài trợ. Cơ quan chức năng địa phương cho biết những đứa trẻ đang được nuôi dưỡng tại đây không phải là trẻ mồ côi và phần lớn đều có quan hệ huyết thống với ông Lê Tùng Vân. Qua xác minh của cơ quan chức năng thì các trẻ em ở đây
không phải là mồ côi cơ nhở như ông dân bà Cúc mà đều có mẹ. Thì vì vậy ban tôn giáo cũng đề nghị chính quyền địa phương tổ chức kiểm tra và xử lý theo đúng quy định pháp luật. Tịnh thất Bồng Lai liên tục cho những em nhỏ được nuôi dưỡng tại đây đi tham gia các cuộc thi giọng hát Việt nhí, thi hát bolero và gần đây nhất là tham gia liên tiếp hai mùa chương trình Thách thức danh hài. Tất cả đều giới thiệu là trẻ mồ côi đến từ Tịnh thất Bồng Lai. Mục đích không gì khác là để gây chú ý, quảng bá hình ảnh. Bằng cách này, Tịnh thất Bồng Lai trở thành điểm lui tới của nhiều cá nhân, tổ chức từ thiện và những tấm lòng vàng trong và ngoài nước gửi quà tặng, tiền hỗ trợ. Tự thân cái người xuất gia tu học đã không được tham gia ca hát, tổ chức ca hát, vui chơi như thế rồi, thì không có lý do nào mà một ông thầy, một cái người tu hành đàng hoàng cho những đứa nhỏ thi danh hài, thi này kia, cái đó là hoàn toàn không đúng Phật giáo và Phật giáo cấm mấy điều đó. Sau khi xuất hiện nhiều thông tin về hoạt động lợi dụng Phật giáo và danh nghĩa nuôi trẻ mồ côi để trục lợi của Tịnh thất Bồng Lai, ông Lê Hồng Dũng, có chị ruột là vợ của ông Lê Tùng Vân, cũng đã đăng đàn tố cáo, vạch trần sự thật. Tôi mới đưa ra chính quyền để cho biết được là Tịnh thất Bồng Lai này là một người lừa đảo lường gạt từ ngày xưa tới nay chứ không phải mới đây. Về tinh thần, về vật chất, về tiền bạc, về này kia kia nọ đủ thứ lường gạt lấy mẹ tôi ra làm cái con mồi. Là mẹ tôi, là kêu mẹ tôi là lấy tiền đem lên chảnh cho chị hai. Cho chị hai tôi là vợ của ổng. Bà Lê Thị Tuyết là người được ông Lê Tùng Vân mời về dạy những đứa trẻ sống tại Thánh Đức, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh năm 2006. Trong thời gian sống ở đây, bà từng chứng kiến nhiều việc làm sai trái của Lê Tùng Vân và nay bà cũng đã quyết định tố cáo. Nội dung là tố cáo trẻ hiếp dâm với là hành hung trẻ cô nhi. Tập đoàn ông Lê Tùng Vân là một bầy sư sãi giả mạo lưu manh, dâm dục lừa đảo. Đây là cái câu chuyện có thật. Tôi là người thật, việc thật. Tôi đã lên tới đây là tôi có phải có trách nhiệm nói ra sự thật. Để ổn định tình hình xã hội, Chủ tịch UBND tỉnh Long An đã chỉ đạo các ngành, các cấp vận động di rời số tượng Phật về cơ sở tôn giáo hợp pháp tại huyện Đức Hòa và yêu cầu cơ sở tự xưng Tịnh thất Bồng Lai không được tụ tập đông người, tổ chức hoạt động tôn giáo trái pháp luật. Các cơ quan chức năng phải điều tra làm rõ mục đích, động cơ tổ chức hoạt động tôn giáo, nuôi dưỡng trẻ em của tổ chức này để xử lý theo quy định của pháp luật. Như vậy, đây là một cơ sở mạo danh, lợi dụng lòng tốt của các nhà từ thiện đã làm xấu đi hình ảnh của các cơ sở tổ chức tôn giáo. Pháp luật nước ta rất tôn trọng quyền tự do tín ngưỡng. Tuy nhiên, hoạt động tôn giáo có tổ chức thành nơi tu hành tập trung dưới hình thức tự viện Phật giáo phải tuân thủ quy định của pháp luật, phải được cấp những giấy chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo tập trung theo luật tín ngưỡng, tôn giáo, đồng thời phải được sự đồng ý tuân theo sự quản lý của Ban trị sự Giáo hội Phật giáo địa phương. Việc tổ chức cơ sở tín ngưỡng tôn giáo không tuân thủ các quy định pháp luật, lợi dụng quyên tiền từ thiện sinh hoạt tôn giáo, nuôi dưỡng trẻ em nhưng thực chất lại sử dụng số tiền này sai mục đích sẽ được coi là hành vi có dấu hiệu chiếm đoạt tài sản và phải chịu trách nhiệm trước pháp luật Việt Nam.